phân khu The Millennium Park Vinhomes Global Gate. Nếu là một người yêu thích phong cách kiến trúc châu Âu, cổ điển của Hy Lạp, quý khách hàng không thể bỏ lỡ các căn biệt thự sang trọng đẳng cấp tại phân khu Millennium Park. Có thể nói đây là một trong những phong cách kiến trúc hút khách bậc nhất hiện nay. Chưa hết, các căn biệt thự song lập, liên kề hay đơn lập tại đây còn được bố trí dọc một trong các trục đường chính của khu đô thị, chảy ven sông, tầm view hướng cảnh quan sinh thái thoáng mát. Vì vậy nếu là một người yêu thích phong cách châu Âu, muốn sở hữu một không gian sống thoáng mát thì biệt thự thuộc phân khu Millennium Park chắc chắn là một trong những lựa chọn lý tưởng. Tổng quan The Millennium Park Tên phân khu The Millennium Park Chủ đầu tư, công ty cổ phần Vinhomes Quy mô phát triển, tổng số 718 căn Loại hình, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, liên kề, shop house, căn hộ chung cư cao cấp Khởi công, năm 2024 Thời điểm bàn giao: năm 2025. Hình thức sở hữu: sổ đỏ lâu dài. Mặt bằng phân khu The Millennium Park Vinhomes Global Gate. Đồng thời, đây cũng là phân khu duy nhất tiếp giáp với cả 3 phân khu còn lại thuộc dự án Vinhomes Global Gate, là phân khu trung tâm, dễ dàng tiếp cận toàn bộ hệ thống tiện ích của dự án. Tiện ích phân khu The Millennium Park The Metropolitan Vinhomes Global Gate mở ra cơ hội hấp dẫn nhất để sở hữu những bất Động sản có tiềm năng tăng giá và tiềm năng kinh doanh cho khách hàng quan tâm khi phân khu sẽ được chủ đầu tư Vinhomes thiết kế để tối ưu cho việc kinh doanh để khai thác tối đa vị trí của phân khu. Dù tối ưu cho mục đích kinh doanh, Vinhomes Global Gate vẫn được tích hợp chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp, khép kín để đáp ứng tất cả các nhu cầu hưởng thụ của người dân từ thể thao, mua sắm, ăn uống, vui chơi, đồng thời tận hưởng làn không khí trong xanh của công viên, kênh sinh thái thỏa sức sử dụng các tiện ích cao cấp mà không cần phải đi xa nhà. Các tiện ích nội khu The Millennium Park Bể bơi ngoài trời, bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa trong Clubhouse. Sân chơi đa năng cho trẻ em. Công viên cây xanh. Kênh sinh thái. Hệ thống chăm sóc y tế quốc tế Vinmec. Một bất động sản cao cấp không thể thiếu hệ thống an ninh chuyên nghiệp và ở các khu đô thị thương hiệu Vinhomes luôn được tích hợp hệ thống an ninh ba lớp và đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp mang đến sự an tâm tuyệt đối. Mỗi phân khu đều được quản lý ra vào bằng thẻ từ, camera nhận dạng khuôn mặt và biển. Số xe Đặc biệt, lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp 24 trên 7 sẽ luôn có mặt ở tất cả các vị trí ra vào các tòa nhà, tiểu khu, hầm bãi đỗ xe, đồng thời tuần tra quanh khu đô thị nhằm ngăn ngừa mọi sự cố có thể xảy ra dù là nhỏ nhất. Vinhomes là thương hiệu chủ đầu tư uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam, thuộc sự quản lý của Vingroup là doanh nghiệp đang có giá trị vốn hóa tài sản lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Với chiến lược đầu tư và phát triển bài bản với các giá trị bền vững, Vingroup hiện nay đang là một tập đoàn kinh tế top đầu tại Việt Nam cũng như trên thế giới, cung ứng cho người dân đa dạng các sản phẩm đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời cũng giúp cho vị thế của người Việt được nâng cấp hơn trên thị trường quốc tế. Vinhomes là thương hiệu bất động sản lớn nhất tại thị trường Việt Nam đã cung ứng ra đa dạng các sản phẩm cực kỳ chất lượng và đẳng cấp bao gồm căn hộ chung cư, nhà phố biệt thự. Các dự án mang đến những tiện ích và dịch vụ cao cấp, tạo nên những khu đô thị có quy mô rộng lớn, khẳng định được sự đẳng cấp của mình từ Bắc chí Nam. Dưới sự quản lý của Vingroup, chủ đầu tư Vinhomes luôn nỗ lực không ngừng để phát triển và trở thành thương hiệu hàng đầu trên thị trường bất động sản. Từ đó đã dẫn đầu xu thế đô thị thông minh với các khu đô thị sinh thái cao cấp mang đến những tổ hợp đa dạng về thương mại cũng như căn hộ theo tiêu chuẩn quốc tế tại các thành phố lớn. Các sản phẩm của Vinhomes luôn mang đến sự hiện đại, năng động và sáng tạo. Chủ đầu tư luôn dành mọi tâm huyết để mang đến những sản phẩm chất lượng từ yếu tố quy hoạch cho đến triển khai dự án, trang bị các tiện ích và mảng xanh, đem đến một nơi sống yên bình với an ninh tốt nhất cho cộng đồng dân cư của mình. Từ đó tạo nên những giá trị sống cao cấp cho dân cư theo đúng tiêu chuẩn Vinhomes. Ngoài Vinhomes, tập đoàn Vingroup còn hoạt động trên đa dạng các lĩnh vực và ngành nghề khác và cũng đã gặt hái được nhiều thành công lớn với các thương hiệu nổi tiếng như Vincom hệ thống trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê. Vinpearl thương hiệu về vận hành, quản lý du lịch, khách sạn. Vinpearl Land tổ hợp khu vui chơi giải trí đẳng cấp. Vinmec dịch vụ y tế cao cấp. Vinschool dịch vụ giao dục với hệ thống trường học liên cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Vinecom thương mại điện tử. VinCham dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. VinMart kinh doanh mặt hàng bán lẻ. VinFashion thời trang. VinFast công nghiệp xe hơi. VinEco nông nghiệp. Với những thành tựu to lớn đã gặt hái được trong thời gian qua, hiện nay Vingroup đang là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành vững mạnh, phát triển nhanh chóng với những chiến lược lâu dài và nguồn lực tài chính mạnh mẽ để vươn tầm khu vực ra thị trường thế giới. Một số các giải thưởng lớn mà tập đoàn Vingroup đã nhận được như giải thưởng sao vàng đất Việt. Doanh nghiệp có giao dịch thị trường vốn tốt nhất tại Việt Nam năm 2012. Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam. Top 10 doanh nghiệp thương mại dịch vụ xuất sắc. Bên cạnh đó, Vingroup còn được lọt top 1.000 doanh nghiệp xuất sắc trên toàn cầu có vai trò lớn trong việc kích thích và tăng trưởng kinh tế trong và ngoài nước trên diễn đàn kinh tế thế giới. Vinhomes đã và đang triển khai những dự án nào? Vinhomes Central Park hiện đã và đang triển khai các phân khu. The Central, The Park, Landmark 81, khu biệt thự Vinhome Central Park, Vinhomes Cần Giờ, Vinhomes Golden River Basson, Vinhomes Hawk Môn, Royal City, Vinhomes Wonder Park, Vinhomes Symphony, Vinhomes Smart City. Vinhomes Ocean Park hiện đang triển khai các phân khu. The Ocean View, The Pavilion, Sapphire 1, Sapphire 2, The Zen Park, biệt thự San Hồ. Biệt thự Hải Âu Vinhomes Grand Park với các phân khu The Manhattan Glory The Manhattan The Beverly The Rainbow The Origami The Misako Vinpearl Phú Quốc Vinhomes Global Gate Vinpearl Nam Hội An Grand World Phú Quốc Shop Vin Wonders Phú Quốc Great Town Phú Quốc Vinhomes Sky Park Bắc Giang Vinhomes West Point Vinhomes Star City, Vinhomes Green Bay, Vinhomes The Empire, Vinhomes Marina Villa, Vinhomes Imperia, Vinhomes New Center, Spring Hill Tuyên Quang, Vinhomes Dragon Bay, Vinpearl Làng Vân, Vinhomes Green Villa, Vincom Shop House Royal Park, Vinhomes Golden Avenue. Một số hình ảnh phối cảnh của các dự án mà Vinhomes đã, đang và sẽ triển khai. Các dự án của chủ đầu tư Vinhomes ra sao? Giá bán phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng nhờ vào đa dạng các loại hình sản phẩm. Chính sách bán hàng hấp dẫn cùng với các chương trình ưu đãi, hỗ trợ vay vốn giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế. Hệ thống an ninh được đảm bảo tuyệt đối bởi những đối tác kinh nghiệm có chuyên môn cao, đem lại cho dân cư một cuộc sống thoải mái và yên tâm hơn khi đến với Vinhomes. Cộng đồng dân cư văn minh, đa số là khách hàng thành đạt, chi thức một môi trường sống lý tưởng cho các gia đình có con nhỏ căn hộ Vinhomes là một kênh sinh lời cực kỳ tiềm năng, đem đến cho các nhà đầu tư những nguồn lợi nhuận vượt trội nhờ vào vị trí đắc địa, gần khu trung tâm và có khả năng kết nối khu vực tốt. Tiện ích và dịch vụ nội khu đẳng cấp, đáp ứng được hầu hết nhu cầu của cộng đồng dân cư, góp phần mang đến một cuộc sống đầy đủ và tiện nghi hơn. Đa dạng các loại hình sản phẩm, đem đến cho khách hàng và các nhà đầu tư nhiều sự lựa chọn. Chủ đầu tư uy tín, các sản phẩm luôn được đảm bảo tốt về chất lượng, tiến độ thi công, thiết kế tiện ích cũng như cảnh quan. Các dòng sản phẩm mà chủ đầu tư Vinhomes đang thực hiện. Với chiến lược mang đến các sản phẩm bất động sản với những tiêu chuẩn cao cấp quốc tế, Vingroup đã mang đến cho người dân Việt Nam những dự án đẳng cấp thuộc thương hiệu Vinhomes và Happy Town. Vinhomes, thương hiệu bất động sản tầm trung và cao cấp, mang đến những sản phẩm theo tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế. Cung ứng ra cho thị trường những căn hộ, biệt thự và nhà phố với những tiêu chuẩn sống cao cấp như ở các nước đang phát triển. Happy Town, thương hiệu bất động sản nhà ở dành cho khách hàng có thu nhập thấp để giải quyết các vấn đề về nhà ở cho dân cư tại các khu công nghiệp. Để đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng, Vinhomes được chia thành 3 loại hình sản phẩm nhỏ hơn nhắm đến những đối tượng khách hàng khác nhau với những thương hiệu lần lượt như Vinhomes Sapphire, Vinhomes Ruby và Vinhomes Diamond. Vinhomes Sapphire, thương hiệu hướng đến khách hàng trẻ, yêu thích một cuộc sống năng động với công nghệ hiện đại, mang đến những nơi sống thông minh, hỗ trợ linh hoạt cho các nhu cầu sống một số dự án nổi tiếng như vinhomes time city vinhomes grand park vinhomes riverside vinhomes central park vinhomes golden river vinhomes ruby thương hiệu hướng đến những gia đình hiện đại văn minh với mong muốn sở hữu một cuộc sống đẳng cấp với đầy đủ tiện nghi vinhomes diamond thương hiệu cao cấp nhất của chủ đầu tư này hướng đến phân khúc khách hàng thành đạt có nguồn thu nhập khủng toàn bộ các khu đô thị lớn của vinhomes đều có đủ ba loại hình sản phẩm trên đối với các dự án nhỏ chủ đầu tư sẽ xem xét theo từng chỉ tiêu tương ứng để đưa ra loại hình sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng tại đó